Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 15 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong 2 ngày tới, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây mở rộng sang phía đông. Ngoài ra, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động trở lại nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông. Còn ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng thì mưa rào và rông vài nơi tập trung về chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn khu vực dao động ở khoảng 25 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc là 29 đến 32 độ. Đến ngày 18 tháng 4, vùng hội tụ gió suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, vì vậy mà thời tiết trên toàn khu vực chỉ có mưa rào và rông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cũng tăng nhanh đối với khu vực Trung Bộ, trong 3 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, duy trì trạng thái ngày trời nắng, mưa rào và rông vài nơi, chỉ xuất hiện về chiều tối và đêm. Thời tiết ổn định và nhiệt độ có xu hướng tăng dần, nhưng nhiệt độ cao nhất ngày hầu như là dưới ngưỡng 32 độ. Giữa ngày 18 tháng 4, khu vực vùng núi có nơi có nắng nóng. Còn các tỉnh phía Nam, đèo Hải Vân, thời tiết trong 3 ngày tới cũng khá ổn định. Chủ yếu là ngày trời nắng, chỉ có mưa rào và rông vài nơi vào chiều tối và đêm. Trong mưa vẫn có khả năng đi kèm với rông. Quý vị và các bạn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất ngày giao động ở khoảng là 30 đến 33 độ. Khu vực các tỉnh Tây Nguyên trong ngày mai thời tiết phổ biến là có nắng vào ban ngày. Tuy vậy những nhiễu động gây mưa vẫn còn tồn tại mang đến những cơn mưa rào và rông rải rác cho khu vực này, tập trung chủ yếu ở phía Nam. Và trong cơn rông cần đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là 31 đến 34 độ. Tuy nhiên, từ sáng nay cho tới ngày 17 tháng 4 và 18 tháng 4, những nhiễu động gây mưa hoạt động yếu hơn nên hầu hết chỉ có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối. Ban ngày trời nắng và nắng kéo dài, đồng thời nắng nóng có khả năng quay trở lại ở một số nơi với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng là 32 đến 35 độ. Với khu vực Nam Bộ trong hai ngày 17 tháng 4 và 18 tháng 4, nắng nóng có xu hướng quay trở lại với mức nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 33 đến 36 độ tại miền Đông và 33 đến 35 độ ở miền Tây. Thời tiết chủ yếu có mưa vài nơi về chiều tối. Riêng ngày 16 tháng 4, nhiễu động gió đông trên cao còn hoạt động gây mưa rải rác và rông vài nơi trên khu vực, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây, cục bộ có mưa vừa, trong cơn rông đề phòng lốc, xét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm ở miền Đông Nam Bộ nên trong những ngày tới sẽ giảm mưa và nắng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, tiết trời lại khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới, chỉ trong khoảng là từ 32 đến 33 độ. Thậm chí ngay khi những nơi trong đất liền có nắng nóng gai gắt thì tại đây vẫn luôn đón nhận những luồng gió biển mát dịu. Do vậy, ngay khi dịch bệnh Covid-19 đã qua đi thì quý vị có thể lựa chọn nơi đây làm điểm đến cho gia đình mình. Nếu như ở các bãi biển ở ngay trung tâm thành phố luôn sôi động và nhộn nhịp khách du lịch, thì với những ai yêu thích vẻ đẹp trầm tĩnh hơn, có thể tìm đến với bãi biển Hồ Tràm thuộc huyện Xuyên Mộc. Không chỉ vậy, bãi biển ở đây còn rất đẹp với nước biển xanh trong và cát mịn màng. Cách hồ Tràm khoảng 10 km, biển Hồ Cốc cũng là nơi còn giữ được vẻ đẹp khá hoang sơ với bãi tắm trải dài, là nước trong veo và đặc biệt là sự hiện diện của những hàng dương xanh mát khiến cho khung cảnh càng thêm phần thanh bình và mơ mộng. Ngoài bãi biển đẹp và hoang sơ, hai bãi biển này còn nổi tiếng bởi hải sản tươi ngon, giá rẻ nhiều loại như là mực, tôm, cua, cá, ghẹ, sò điệp, nghêu và các loại ốc. Du khách có thể mua hải sản được chế biến sẵn ở những hàng quán dọc bờ biển hay là mua hải sản tươi sống từ ngư dân khi thuyền đánh bắt về. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.